đời thực của biên tập viên thời sự Vân Anh, lấy chồng phó giáo sư tiến sĩ hơn 21 tuổi, kinh tế vững vàng, còn học trường quốc tế, thường xuyên đi du lịch nước ngoài sang chảnh. Biên tập viên Vân Anh tên đầy đủ là Nguyễn Trần Vân Anh, sinh năm 1975. Cô là một trong bộ tứ giữ sóng bản tin thời sự 19 giờ, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như biên tập viên Quang Minh, Hoài Anh, Diệp Anh. Hồi tháng 11 năm 2016, biên tập viên Vân Anh nói lời chia tay với VTV. Quyết định này của cô khiến đông đảo khán giả vô cùng tiếc nuối. Được biết, biên tập viên Vân Anh hiện có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch, từng giữ chức vụ phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Ông xã Vân Anh hơn cô 21 tuổi, từng được ca ngợi là người tiên phong xây dựng khoa phẫu thuật cột sống tại Bệnh viện Việt Đức và được giới y học Việt Nam tôn vinh là người có đôi tay vàng vì thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó, nổi tiếng khắp cả nước. Sau nhiều năm chung sống, biên tập viên Vân Anh và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch có hai cậu con trai là Thạch Anh và Thạch Lâm. Cả hai đều học tại trường quốc tế Anh Việt Hà Nội, ngôi trường có học phí siêu đắt đỏ lên tới vài trăm củ một học kỳ. Vững vàng về kinh tế, vợ chồng biên tập viên Vân Anh còn thường xuyên đưa con đi du lịch nước ngoài để mở mang tầm hiểu biết và giúp gia đình gắn bó với nhau hơn.